những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì. Một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu. Khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó
đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải, ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm, ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi, sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Nếu thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Mọi người đều bận rộn, không có mấy người rảnh rỗi quan tâm tới những việc bạn làm. Chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn. Đừng phí hoài trí lực, chú ý tới thái độ của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất, nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn,
và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan, phàn nàn về cơn gió. Người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều. Người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. 20 bài học cuộc sống, ý nghĩa và thiết thực nhất bạn cần phải biết. Bạn bè đến rồi sẽ đi. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó dành phần ai. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng nếu bạn không cố gắng. Mỗi người có một quan điểm riêng. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn. Cái gì cũng có hai mặt. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Thấm thía với những câu nói thực về cuộc sống, các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé. Trong cuộc đời có ba loại người mà bạn tuyệt đối không được quên. Một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn, hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn, ba là người đã đẩy bạn vào những khó khăn. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả. Trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận. Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương
để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại là chính mình. Trên đời này, chẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn, thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được. Đừng cầu mong có một cuộc sống yên bình, mà hãy ước luôn có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt, mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ. Thời gian và cuộc sống không làm tôi mất đi những người bạn, mà nó cho tôi biết ai mới thật sự là bạn của mình. Muốn có hạnh phúc, bạn phải nhớ cho qua những gì ở quá khứ, trân trọng những gì đang có ở hiện tại, luôn tin vào những điều tích cực trong tương lai. Người tốt thường chẳng khóe miệng, kẻ xấu lại toàn biết nói điều hay. Nhưng hãy nhớ, hiền lành, thật thà thì trời thương, gian manh, xảo trá thì trời phụ. Nhìn thấu nội tâm của người khác thật ra không khó, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại. Muốn biết bụng dạ của một người tốt hay xấu ra sao, hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác hay không. Muốn biết một người có tố chất hay không, hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không. Muốn biết một người có yêu bạn hay không, không phải lúc buồn, hãy xem lúc vui vẻ họ có nghĩ đến bạn hay không. Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn, họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không. Muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không, hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không. Những thói quen sẽ rút cạn năng lượng của bạn mỗi ngày, các bạn hãy cùng xem nhé. 1. Ngủ quá nhiều, tập ra khỏi giường đúng giờ. 2. Nghĩ quá nhiều, tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, hãy cho nó giải lao. 3. Ăn quá nhiều, thức ăn làm đầu óc bạn mụ mị, tự biết kiểm soát bản thân mình. 4. Quan tâm những chuyện tầm phào, nếu có 9 con thỏ trên mặt đất, và nếu bạn muốn bắt được thỏ, tập trung vào một con thôi. 5. Tự dày vò bản thân, càng hạ thấp bản thân, bạn càng trở nên tệ hại hơn. 6. Nghiện làm nhiều việc một lúc, nó tạo cho bạn cảm giác bận rộn, nhưng lại không giúp tăng năng suất, tập trung vào một việc một lúc thôi. 7. Lo lắng, nó chính là điều vô bổ nhất trên đời, nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 8. Đặt ra những mục tiêu trên trời, ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả. 9. Lưỡng lự, nó khiến bạn mắc kẹt, quyết định và sau đó tùy cơ ứng biến. 10. Bị ám ảnh bởi danh tiếng, cứ giỏi đi vào mọi người sẽ tự chú ý đến bạn, hữu xạ, tự nhiên hương. 11. Miễn cưỡng bản thân, nếu muốn làm gì đấy, hãy làm đi, không thì thôi, đừng lăn tăn. 12. Đổ lỗi, nó khiến bạn nổi nóng vì một lý do không đâu và cũng không giải quyết được việc gì, mọi người cũng sẽ tránh xa bạn. 13. Cho não ăn rác, trước khi bạn nhận ra, tâm trí bạn đã bị vắt kiệt năng lượng vì đọc những thứ nhảm nhí rồi. 14. Sống trong quá khứ, hay bạn không sống ở vùng đất quá khứ nữa rồi, tỉnh lại đi. 15. Chống lại sự thay đổi, nếu bạn kháng cự sự thay đổi, bạn đang chống lại cuộc sống. Đây là cuộc chơi bạn không thể thắng, vì vậy hãy ngừng lại. 16. Cãi nhau với mấy người gàn dở, nếu bạn có thắng, bạn cũng là một kẻ trả ra sao. Nếu bạn thua, bạn còn chẳng bằng họ. 17. Cố giúp những người không cần sự giúp đỡ. Bạn có thể đánh thức một người đang ngủ, nhưng bạn không thể gọi một kẻ đang giả vờ ngủ tỉnh dậy được. 19. Câu hỏi, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Tuổi đời của chúng ta
nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành. Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương? Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn? Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì? Bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không? Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, nó có còn là vấn đề nữa không? Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? Lần cuối cùng, bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ? Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích, trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm? Điều gì sau đây tồi tệ hơn, cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng? Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, hãy sống 40 năm cho ra sống. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng? Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? Lần gần đây nhất bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào? Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra những gì mình biết thuở nhỏ chỉ mới là chơi lơ cuộc đời mà thôi. Những cuộc vui, những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hứng tột độ như hồi trước nữa. Giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá, hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ. Khi trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn. Nhiều đam mê, sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành, nhưng không phải mình không còn thích nó nữa, mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích, đam mê đó. Hồi trước thì nói không với cưới xin, bây giờ mở mắt dậy là muốn lập gia đình, thấy ai đẻ cũng sốt hết cả ruột. Bạn có thể rơi xuống tận đáy, nhưng đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn sắp đi lên. Nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Ngày xưa chẳng để tâm lời bố mẹ, cho đến khi nếm mùi cay đắng với đời mới thấm thía từng câu từng chữ. Đừng có làm gì cũng sợ xấu hổ, mất mặt, chỉ có con cảm thấy như vậy, người khác chẳng ai quan tâm, để ý. Cho nên, làm gì thì làm chúng ta phải mặt dày lên, xã hội không chưa chấp những người nhút nhát, sống hướng nội. Đừng quan tâm những lời phán xét của những người không liên quan đến cuộc đời con. Càng lớn con cần phải nâng cấp bản thân mình tốt hơn. Tốt hơn ở đây không phải là trang điểm mỗi ngày cho đẹp, không phải thể hiện bản thân với người khác mà là giúp mình tốt hơn ngày hôm qua. Đừng để tâm những kẻ hay đạo lý, đặt điều sau lưng mình, bởi vì những người tài giỏi thật sự sẽ chẳng có thời gian để soi mói con. Con phải độc lập về tài chính, như thế mới làm chủ được chính mình. Người mà mẹ muốn con cưới, con có thể không cưới, nhưng người mà mẹ không muốn con cưới thì con nhất định không được cưới. Trên đời này, không có ai có nghĩa vụ phải tốt với con. Vì vậy con nên nghĩ thế này, sự thờ ơ và lạnh nhạt là điều hiển nhiên trong cuộc sống,
nhưng ai mà đối xử nhẹ nhàng với con thì con nên trân trọng người ấy. Nếu yêu đương không cảm thấy vui vẻ, thì con đừng nên kết hôn. Con đừng bắt bố phải nuôi con cả đời, đương nhiên bố cũng chẳng làm được điều đó. Đợi con lớn lên, biết tự lập cuộc sống thì trách nhiệm của bố đã hoàn thành rồi. Sau này con ngồi xe ô tô hay xe đạp, con ăn cơm hay cháo đều là cuộc sống của chính con. 10 câu nói xứng đáng để bạn chọn làm châm ngôn sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí, và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ, từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay, thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Làm gì khi buồn chán trong công việc và cuộc sống? Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Xem trọng thời gian hơn tiền bạc. Tính toán chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trân trọng tất cả những mối quan hệ đang có. Biết ai luôn ở đằng sau mình và đối xử với họ tốt hết sức có thể. Không xem thường sức khỏe. Không cố làm hài lòng bất cứ một ai. Sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương mình hơn. Ngừng đặt nặng việc, đến tuổi này phải ổn định. Làm công việc mình thực sự yêu thích trước khi quá muộn. Thay vì buồn rầu, bạn hãy học hỏi và cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách tích cực hơn các bạn nhé. Chín nguyên tắc tồn tại trong xã hội mà ít ai tiết lộ cho bạn biết. Không phải chuyện gì bạn nói, người khác cũng có thể hiểu. Không phải lúc nào bạn muốn tâm sự, cũng có người muốn nghe. Ai cũng có vấn đề riêng trong cuộc sống. Bớt than vãn, bớt phàn nàn, việc của mình tự mình giải quyết, mong đợi gì vào người khác hả bạn yêu? Khi còn trẻ, chúng ta cần phải thêm trải nghiệm, thêm cố gắng, thêm sâu sắc. Lúc về già, ta nên bớt cái tôi, bớt ích kỷ, bớt nóng giận, bớt ghét bỏ. Có như vậy, cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn. Đáp số chung của những người giàu có là gì? Kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể biến lời nói thành hành động, biến ước mơ trên trang giấy hóa sự vật ngoài đời thực. Quyết tâm, kiên trì, thắng không kiêu, bại không nản. Bạn có thể chui rèn mình như vậy thì con đường nắm lấy thành công sẽ rút ngắn chỉ trong gang tấc. Bản lĩnh nằm ở đâu? Bản lĩnh nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình hay không. Nóng giận không la hét, chỉ trích, thất vọng không vội đưa ra quyết định, vui sướng chớ buông ra lời hứa, giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh để cái đầu mình sáng suốt hơn. Hết mình, tận tâm vì công việc nhưng chớ bỏ quên gia đình. Bạn ốm đau, bệnh tật, công việc có tới hỏi han an ủi bạn không? Nó có ở bên bạn trong thời khắc mệt mỏi, cơ thể suy nhược không? Chỉ có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở bạn mà thôi. Con người có thành công đến mấy mà gia đình chẳng yên ấm hạnh phúc thì
thật buồn biết bao nhiêu. Người mà bạn thương yêu nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn. Một mối quan hệ chỉ khiến trái tim ta thêm tổn thương, khó chịu hay dày vò, hãy dừng lại. Nếu bạn đi qua đủ đau thương, đủ mệt mỏi và đủ khó khăn, dần dần ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn bã, dễ dàng khóc nức nở trong khó chịu hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt, thì thực ra bạn vẫn chưa trưởng thành. Lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những chuyện đã qua mà quên mất thời khắc bây giờ đang sống là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời. Cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình, lo nghĩ chi cho mệt thân. Không thích thì nói không, thích thì nói có. Chuyện gì cũng vậy, đừng quá gượng ép bản thân, đừng cố làm vừa lòng người khác. Tôn trọng bản thân, tôn trọng suy nghĩ của mình. Phũ nhưng thật, với những câu nói hay về cuộc sống, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình, chỉ vì mình không ăn thịt nó. Người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm. Người có, không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật. Làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ta. Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời. Nó biến không thành có, biến trắng thành đen. Đồng xu tuy hai mặt nhưng có một mệnh giá. Con người tuy một mặt nhưng sao lại hai lòng. Thực ra có những kẻ mà có bao nhiêu lòng bạn không thể biết được. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Con người thật đáng sợ. Họ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo đúng ý họ trong khi họ chưa một lần nhìn lại chính mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ, bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của bạn, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác. Tiền là thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn. Những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên xem nhé. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt, chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì. Một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống. Trung thực khi nghèo khó,
giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn, chỉ tốn thời gian mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu, khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm, ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi, sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Nếu thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Mọi người đều bận rộn, không có mấy người rảnh rỗi quan tâm tới những việc bạn làm. Chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn. Đừng phí hoài trí lực, chú ý tới thái độ của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác,
khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm.
Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật. Cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. 20 bài học cuộc sống, ý nghĩa và thiết thực nhất bạn cần phải biết. Bạn bè đến rồi sẽ đi. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó dành phần ai. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng nếu bạn không cố gắng. Mỗi người có một quan điểm riêng. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn. Cái gì cũng có hai mặt. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Thấm thía với những câu nói thực về cuộc sống, các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé. Trong cuộc đời có ba loại người mà bạn tuyệt đối không được quên. Một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn, hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn, ba là người đã đẩy bạn vào những khó khăn. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả. Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận. Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương, để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại là chính mình. Trên đời này, chẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn, thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được. Đừng cầu mong có một cuộc sống yên bình, mà hãy ước luôn có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt, mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ. Thời gian và cuộc sống không làm tôi mất đi những người bạn, mà nó cho tôi biết ai mới thật sự là bạn của mình. Muốn có hạnh phúc, bạn phải nhớ cho qua những gì ở quá khứ, trân trọng những gì đang có ở hiện tại, luôn tin vào những điều tích cực trong tương lai. Người tốt thường chẳng khóe miệng, kẻ xấu lại toàn biết nói điều hay. Nhưng hãy nhớ, hiền lành, thật thà thì trời thương, gian manh, xảo trá thì trời phụ. Nhìn thấu nội tâm của người khác
thật ra không khó. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại. Muốn biết bụng dạ của một người tốt hay xấu ra sao, hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác hay không. Muốn biết một người có tố chất hay không, hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không. Muốn biết một người có yêu bạn hay không, không phải lúc buồn, hãy xem lúc vui vẻ, họ có nghĩ đến bạn hay không. Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn, họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không. Muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không, hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không. Những thói quen sẽ rút cạn năng lượng của bạn mỗi ngày, các bạn hãy cùng xem nhé. 1. Ngủ quá nhiều, tập ra khỏi giường đúng giờ. 2. Nghĩ quá nhiều, tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, hãy cho nó giải lao. 3. Ăn quá nhiều, thức ăn làm đầu óc bạn mụ mị, tự biết kiểm soát bản thân mình. 4. Quan tâm những chuyện tầm phào, nếu có 9 con thỏ trên mặt đất, và nếu bạn muốn bắt được thỏ, tập trung vào một con thôi. 5. Tự dày vò bản thân, càng hạ thấp bản thân, bạn càng trở nên tệ hại hơn. 6. Nghiện làm nhiều việc một lúc, nó tạo cho bạn cảm giác bận rộn, nhưng lại không giúp tăng năng suất, tập trung vào một việc một lúc thôi. 7. Lo lắng, nó chính là điều vô bổ nhất trên đời, nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 8. Đặt ra những mục tiêu trên trời, ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả. 9. Lưỡng lự, nó khiến bạn mắc kẹt, quyết định và sau đó tùy cơ ứng biến. 10. Bị ám ảnh bởi danh tiếng, cứ giỏi đi và mọi người sẽ tự chú ý đến bạn, hữu xạ, tự nhiên hương. 11. Miễn cưỡng bản thân, nếu muốn làm gì đấy, hãy làm đi, không thì thôi, đừng lăn tăn. 12. Đổ lỗi, nó khiến bạn nổi nóng vì một lý do không đâu và cũng không giải quyết được việc gì, mọi người cũng sẽ tránh xa bạn. 13. Cho não ăn rác, trước khi bạn nhận ra, tâm trí bạn đã bị vắt kiệt năng lượng vì đọc những thứ nhảm nhí rồi. 14. Sống trong quá khứ, hay bạn không sống ở vùng đất quá khứ nữa rồi, tỉnh lại đi. 15. Chống lại sự thay đổi, nếu bạn kháng cự sự thay đổi, bạn đang chống lại cuộc sống, đây là cuộc chơi bạn không thể thắng, vì vậy hãy ngừng lại. 16. Cãi nhau với mấy người gàn dở, nếu bạn có thắng, bạn cũng là một kẻ trả ra sao, nếu bạn thua, bạn còn chẳng bằng họ. 17. Cố giúp những người không cần sự giúp đỡ, bạn có thể đánh thức một người đang ngủ, nhưng bạn không thể gọi một kẻ đang giả vờ ngủ tỉnh dậy được. 19 câu hỏi, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành? Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương? Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn? Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì? Bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không? Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, nó có còn là vấn đề nữa không? Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? Lần cuối cùng, bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ? Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích, trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm? Điều gì sau đây tồi tệ hơn, cố gắng rồi thất bại, hay chưa bao giờ chịu cố gắng
Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, hãy sống 40 năm cho ra sống. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng? Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? Lần gần đây nhất, bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào? Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra những gì mình biết thuở nhỏ chỉ mới là chơi lơ cuộc đời mà thôi. Những cuộc vui, những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hứng tột độ như hồi trước nữa. Giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá, hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ. Khi trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn. Nhiều đam mê, sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành, nhưng không phải mình không còn thích nó nữa, mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích, đam mê đó. Hồi trước thì nói không với cưới xin, bây giờ mở mắt dậy là muốn lập gia đình, thấy ai đẻ cũng sốt hết cả ruột. Bạn có thể rơi xuống tận đáy, nhưng đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn sắp đi lên. Nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Ngày xưa chẳng để tâm lời bố mẹ, cho đến khi nếm mùi cay đắng với đời mới thấm thía từng câu từng chữ. Đừng có làm gì cũng sợ xấu hổ, mất mặt. Chỉ có con cảm thấy như vậy, người khác chẳng ai quan tâm, để ý. Cho nên, làm gì thì làm chúng ta phải mặt dày lên. Xã hội không chưa chấp những người nhút nhát, sống hướng nội. Đừng quan tâm những lời phán xét của những người không liên quan đến cuộc đời con. Càng lớn con cần phải nâng cấp bản thân mình tốt hơn. Tốt hơn ở đây không phải là trang điểm mỗi ngày cho đẹp, không phải thể hiện bản thân với người khác, mà là giúp mình tốt hơn ngày hôm qua. Đừng để tâm những kẻ hay đạo lý, đặt điều sau lưng mình. Bởi vì những người tài giỏi thật sự sẽ chẳng có thời gian để soi mói con. Con phải độc lập về tài chính, như thế mới làm chủ được chính mình. Người mà mẹ muốn con cưới, con có thể không cưới, nhưng người mà mẹ không muốn con cưới thì con nhất định không được cưới. Trên đời này, không có ai có nghĩa vụ phải tốt với con, vì vậy con nên nghĩ thế này, sự thờ ơ và lạnh nhạt là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng ai mà đối xử nhẹ nhàng với con thì con nên trân trọng người ấy. Nếu yêu đương không cảm thấy vui vẻ, thì con đừng nên kết hôn. Con đừng bắt bố phải nuôi con cả đời, đương nhiên bố cũng chẳng làm được điều đó. Đợi con lớn lên, biết tự lập cuộc sống thì trách nhiệm của bố đã hoàn thành rồi. Sau này con ngồi xe ô tô hay xe đạp, con ăn cơm hay cháo đều là cuộc sống của chính con. 10 câu nói xứng đáng để bạn chọn làm châm ngôn sống, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao, người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ, từ ngày này qua ngày khác
và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Làm gì khi buồn chán trong công việc và cuộc sống? Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Xem trọng thời gian hơn tiền bạc. Tính toán chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trân trọng tất cả những mối quan hệ đang có. Biết ai luôn ở đằng sau mình và đối xử với họ tốt hết sức có thể. Không xem thường sức khỏe. Không cố làm hài lòng bất cứ một ai. Sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương mình hơn. Ngừng đặt nặng việc, đến tuổi này phải ổn định. Làm công việc mình thực sự yêu thích trước khi quá muộn. Thay vì buồn rầu, bạn hãy học hỏi và cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách tích cực hơn các bạn nhé. Chín nguyên tắc tồn tại trong xã hội mà ít ai tiết lộ cho bạn biết. Không phải chuyện gì bạn nói, người khác cũng có thể hiểu. Không phải lúc nào bạn muốn tâm sự, cũng có người muốn nghe. Ai cũng có vấn đề riêng trong cuộc sống. Bớt than vãn, bớt phàn nàn, việc của mình tự mình giải quyết, mong đợi gì vào người khác hả bạn yêu? Khi còn trẻ, chúng ta cần phải thêm trải nghiệm, thêm cố gắng, thêm sâu sắc. Lúc về già, ta nên bớt cái tôi, bớt ích kỷ, bớt nóng giận, bớt ghét bỏ. Có như vậy, cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn. Đáp số chung của những người giàu có là gì? Kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể biến lời nói thành hành động, biến ước mơ trên trang giấy hóa sự vật ngoài đời thực. Quyết tâm, kiên trì, thắng không kiêu, bại không nản. Bạn có thể chui rèn mình như vậy thì con đường nắm lấy thành công sẽ rút ngắn chỉ trong gang tấc. Bản lĩnh nằm ở đâu? Bản lĩnh nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình hay không. Nóng giận không la hét, chỉ trích, thất vọng không vội đưa ra quyết định. Vui sướng chớ buông ra lời hứa, giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh để cái đầu mình sáng suốt hơn. Hết mình, tận tâm vì công việc nhưng chớ bỏ quên gia đình. Bạn ốm đau, bệnh tật, công việc có tới hỏi han an ủi bạn không? Nó có ở bên bạn trong thời khắc mệt mỏi, cơ thể suy nhược không? Chỉ có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở bạn mà thôi. Con người có thành công đến mấy mà gia đình chẳng yên ấm hạnh phúc thì thật buồn biết bao nhiêu. Người mà bạn thương yêu nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn. Một mối quan hệ chỉ khiến trái tim ta thêm tổn thương, khó chịu hay dày vò, hãy dừng lại. Nếu bạn đi qua đủ đau thương, đủ mệt mỏi và đủ khó khăn, dần dần ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn bã, dễ dàng khóc nức nở trong khó chịu hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt, thì thực ra bạn vẫn chưa trưởng thành. Lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những chuyện đã qua mà quên mất thời khắc bây giờ đang sống là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời. Cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình, lo nghĩ chi cho mệt thân. Không thích thì nói không, thích thì nói có. Chuyện gì cũng vậy, đừng quá gượng ép bản thân, đừng cố làm vừa lòng người khác. Tôn trọng bản thân, tôn trọng suy nghĩ của mình. Phũ nhưng thật, với những câu nói hay về cuộc sống, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình, chỉ vì mình không ăn thịt nó.
người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm, người có, không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật, làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ta. Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời, nó biến không thành có, biến trắng thành đen. Đồng xu tuy hai mặt nhưng có một mệnh giá, con người tuy một mặt nhưng sao lại hai lòng. Thực ra, có những kẻ mà có bao nhiêu lòng, bạn không thể biết được. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Con người thật đáng sợ, họ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo đúng ý họ trong khi họ chưa một lần nhìn lại chính mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ, bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của bạn, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác. Tiền là thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn.